Hello chào các bạn, mình là Duy. Thì đây là video phần thứ ba tiếp theo cái video phần 2. Là phần trước thì chúng ta chỉ hiển thị dữ liệu lên Direct View và có một cái nút xóa. Và phần này chúng ta sẽ thiết kế một cái form hoàn chỉnh bao gồm có thêm xóa sửa và cập nhật dữ liệu. Thì đầu tiên chúng ta thiết kế cái form. Thì cần một cái panel để chứa các control. Đây các bạn bấm F4, chúng ta sẽ đọc cho nó fill vào bên trên. Này chúng ta cũng đọc cho nó vào giữa. Không, cái này thì không cần. Chúng ta sẽ kéo nó ra. Và dưới này là cái button. Thì ở trên này ta sẽ cần một cái label, là cái tên người dùng và một cái quyền hạn, rồi cần một cái text box và một cái combo box. Tại sao chúng ta không để một cái textbox cho mã người dùng? Bởi vì trong cái database mình để cái mã người dùng, cái này là tự tăng, identity là 11, cho nên là chúng ta không cần phải chỉnh sửa cái này. Đây các bạn kéo ra, chúng ta canh bottom như đó. Cũng canh. Cái này là tên người dùng. Và đây là mã quyền hạn. Và đây là combo box. Select ở dưới này à. Tiếp theo là chúng ta cần có một vài cái nút nữa. Nút xóa mình để thứ hai đi. Đầu tiên là nút thêm. Thêm. Ủa? Tiếp theo là nút xóa. Tiếp theo đó là một cái nút sửa. Chúng ta control, giữ control kéo ra. Nút thêm xóa sửa. Và một cái nút lưu. Và cuối cùng là cái nút thoát. Và cuối cùng là nút thoát. Bây giờ chúng ta viết code, chúng ta chạy thử
xem giao diện như thế nào. Đây, hình như có vẻ nó không đẹp lắm, thì các bạn có thể tự thiết kế lại. Này, tôi kéo cao lên một chút. Rồi. Chúng ta canh đều cho các cái button này. Bây giờ chúng ta viết code cho cái nút thoát trước thì if là cái message box chấm show. Ở cái tiêu đề là thông báo như vậy. Tiếp theo là cái message box button là yes hoặc là no. Tiếp theo là cái message box icon thì là exclamation, cái dấu chấm than bằng bằng là dialog result chấm yes. Nếu mà đúng thì chúng ta gọi hàm dispose ra để giải phóng tài nguyên cho form này. Rồi xong. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết sự kiện cho cái nút thêm. Thì trước khi viết sự kiện với nút thêm thì chúng ta tối ưu hóa lại cái code lần trước. Bây giờ lần trước chúng ta trong sự kiện form load thì chúng ta viết một đống code này để load dữ liệu lên. Bây giờ chúng ta sẽ viết riêng một cái hàm dùng để load dữ liệu, public void load data, để load dữ liệu khi cần thiết. Đây, chúng ta copy cái phần này vào, dán vào đây mình bỏ. Ở trong này chúng ta sẽ gọi cái hàm load data. Ủa, xin lỗi các bạn. Đây, chúng ta sẽ xóa cái hàng ở trên. Trong này chúng ta sẽ gọi load data. Vài lần trước thì ngay cái button xóa thì mình có open một cái connection, thì cuối cùng sau khi mà chúng ta exec non query, chúng ta xóa xong á, thì chúng ta phải close, đóng cái connection lại. Và ngay tại button xóa mình cũng sẽ đặt try catch cho nó để bắt lỗi SQL exception. Thì các bạn cứ copy hết vào đây. Và ở đây là chúng ta là để là SQL exception exception và message box chấm show để thông báo lỗi. Es chấm message. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ viết sự kiện cho cái nút nút thêm. Nút thêm, nút sửa, nút lưu. Đầu tiên là khi bây giờ chúng ta khi mà form load lên thì cái panel này, cái panel mà chứa hai cái các cái control nằm trên này nó sẽ disable đi. Không không phải, nó sẽ enable bằng false. Thì ở trong sự kiện form load ở trên này, chúng ta sẽ là cái panel nó là chưa có đặt tên là panel 1.enable cho nó bằng false để nó ẩn các cái control đi kia đi. Thì khi mà load sự kiện, khi mà load load cái để trên đây chứ. Khi mà load các load cái form á, thì lúc đó là chúng ta sẽ enable cho cái thêm nè, cái xóa nè, cái sửa thì không, cái sửa thì khi nào chúng ta chọn thì lúc đó chúng ta sẽ bấm sửa, và cái lưu này chúng ta sẽ disable, chúng ta sẽ enable cho nó bằng false. Vậy thì khi mà form load thì chúng ta sẽ bật cái nút lưu nè,
sẽ chấm enable cho nó bằng false, tức là disable á. Và cái nút nút sửa chấm enable bằng false. Vậy thì khi form load lên thì chỉ có nút thêm và nút xóa được hiển thị ra. Hai nút này nó sẽ mờ đi. Nút thoát thì dĩ nhiên là vẫn enable rồi. Và khi chúng ta bấm vào nút nút thêm ở dưới này thì bấm vào nút thêm thì cái panel 1 sẽ enable lên là bằng true. Thì tất cả các control trong cái panel 1 sẽ hiển thị cho phép người dùng nhập liệu. Cho phép người dùng nhập liệu. Rồi thì lúc lúc này là cái button thêm nó sẽ thêm, chúng ta sẽ disable nó đi bằng false. Và cái button lúc mà nhập thì chỉ có lưu thôi, lưu và thoát. Thì chúng ta sẽ cái sửa này chúng ta sẽ enable cho nó là false luôn. Và ở cái button xóa chúng ta sẽ enable cho nó là false. Thì lúc này là chỉ có lưu hoặc là thoát. Thì khi mà thêm thì chỉ như vậy thôi. Khi mà chúng ta lưu thì bây giờ á, cái nút lưu này á, chúng ta sẽ xài chung cho cái sự kiện là thêm thêm và sự kiện up cập nhật, tức là sửa đó. Thì ở đây ở ngoài biến cục ở chúng ta sẽ tạo thêm một cái biến toàn cục ở trên này kiểu bool là isAddItem. Thì ở trong nút lưu này chúng ta sẽ kiểm tra điều kiện chúng ta cho nó bằng false. Và khi mà cái nút button thêm mà được bấm á, thì chúng ta sẽ enable chúng ta sẽ gán lại cái isAddItem nó bằng bằng true. Và ở dưới này chúng ta kiểm tra điều kiện if isAddItem bằng bằng true thì chúng ta sẽ lưu vào database và hiển thị lên data review. Thì đầu tiên chúng ta sẽ open một cái connection. Tiếp theo là chúng ta sẽ viết câu truy vấn là insert string insert into user where cái username bằng cộng username. Ở đây là tôi dùng cái parameter nha. Username phải group ID nó sẽ bằng là cái group cộng group ID. Rồi thì ở trên này ta sẽ lấy cái gì đây, string nè, username, lấy username của cái text box, text username. Mà chúng ta chưa có đặt cái tên cho cái mấy cái text box này. Ở đây đặt name là text user username. Ở dưới này là combo box. Permission. Thì đây là text username.test.trim để chúng ta cắt cái khoảng trắng ở trước và sau cái chuỗi. Tiếp theo là cái thằng combo box, lúc là in group id sẽ bằng là combo box permission chấm selected value. Thì thằng này nó sẽ trả về một cái object, thì chúng ta cần convert nó sang ép kiểu, nó sang kiểu in này phải chấm to string. Và rồi sau đó chúng ta sẽ new một cái sql command này là insert command bằng new sql command. Thế đây chúng ta sẽ truyền vào cái query á,
insert command và một insert str và cái connection, insert str cái connection. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ khai báo làm sao mà cho nó biết được cái parameter của chúng ta là chấm chúng ta add vào, thì là nó là thứ nhất mình phải sử dụng cái nó có mấy cái overload đây, ở đây nè, chúng ta sẽ sử dụng cái thứ thứ ba nè. Đầu tiên là chúng ta sẽ truyền vào một cái chuỗi là cái tên của parameter. Ở đây cái tên parameter của tôi là có hai cái, một cái là username, một cái là group id. Cái tiếp theo là cái kiểu dữ liệu nằm trong database, thì chúng ta sẽ vào database chúng ta coi đây. Không, chúng ta sẽ chọn cái design, đây nó là kiểu group id thì chúng ta không quan tâm tại vì nó tự tăng. Cái username nó là kiểu n va chạc 50 và cái group id là kiểu in. Rồi chúng ta sẽ add vào cái thằng username hoặc là sql db type chấm n va chạc và cái size nó là 50. Chúng ta Ctrl C, chúng ta copy thêm một dòng nữa. Và cái này thì là cái group ID. Thằng này không cần in đâu, chúng ta không cần cái size, chúng ta chỉ để cái in là được rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo cái insert command.parameter. Đây là một cái initializer nhé, cái username nè. Thì lúc này chúng ta mới chỉ mới khai báo cái parameter. Bây giờ chúng ta sẽ gán dữ liệu vào cái này. Đó là một cái username. Rồi chúng ta Ctrl C, chúng ta copy thêm dòng nữa. Thì đây không phải là username mà là group group ID chấm value. Ở đây là group group ID. Ủa, group ID. Rồi để lưu vào thì chúng ta sẽ gán lại cho cái data read view. Khoan đã, chưa exec insert command chấm exec non query. Vì đây là câu điều kiện là select, câu điều kiện là insert. Cho nên là exec non query và cuối cùng là chúng ta sẽ load lại data. Chúng ta sẽ kiểm tra thử. Bây giờ tôi bấm vào nút thêm. À, nút lưu này. Khi bấm vào nút thêm thì cái nút lưu nó sẽ enable bằng true. PT lưu chấm enable là bằng true. Thêm ở đây là thêm là ở đây cái combo box chưa có dữ liệu, vậy thì khi bấm vào nút thêm thì cái combo box permission chấm data sort nó sẽ đổ dữ liệu trong database vào cái combo box ở trên form load. Nên khi mà load load data thì nó sẽ load luôn form. Đây. Này là dataset.table.
user group display member display group group name combo chấm value member là group id. Ok, chạy thử. Đây bấm thêm thì nó sẽ tự động nó có cái dữ liệu trên combo box. Rồi viết sự kiện ở nút lưu. Rồi bây giờ chúng ta thử lưu thêm. Super lưu đây nó báo lỗi ở từ khóa where ở đây insert into à này là value user thì chỉ là insert cái username và cái group id. Value là cái này đây nó ra thêm dữ liệu. Mình sau khi bấm nút lưu thì nó sẽ enable lại các form ở các cái nút ban đầu. Ở đây là cái panel nó sẽ bằng phone, cái nút thêm sẽ là true, sửa là true, nút xóa là true và nút lưu là phone. Rồi tiếp theo bây giờ sẽ viết sự kiện cho nút sửa. Đây sự kiện cho nút sửa. Thì chúng ta sẽ không cần. Chúng ta sẽ có một cái sự kiện của cái data read view gọi là sự kiện sell click. Và khi chọn cái sell nào đó thì nó sẽ hiển thị dữ liệu ở trên. Thì lúc này panel 1 nó sẽ chấm là true. Thì ta phải open cái connection. Ở trên này chúng ta close thì chúng ta chưa close connection. Exact xong thì phải close ngay connection.close. Open connection. Bây giờ cái string select query select string select cell from user. Where id user id bằng với cái
thì làm sao lấy được cái dòng, lấy được cái user ID từ cái dòng hiện tại, thì ta sẽ có là data read view. Một chấm current row chấm index, thì hôm nay ta sẽ lấy được cái current index, tức là cái chỉ số của dòng hiện tại. Thì dựa vào chỉ số dòng hiện tại, ta sẽ lấy được cái mã số là cái user ID. Thì đây là user ID sẽ bằng data grid view ở cái row là current index, và ở cái ô thứ nhất là chấm value chấm toString. Vậy đây là kiểu in convert chấm toIn32, ép kiểu về kiểu in. Thế này where user ID sẽ bằng là user ID tiếp theo là tạo một cái đối tượng SQL comment, select comment bằng new SQL comment. Ở đây ta sẽ truyền vào cái câu truy vấn là select str và connection. Thì chúng ta sẽ thực thi là eject grider, và nó sẽ trả về một cái SQL data reader. Là một cái reader. Thì vì trên này nó trả về cái điều kiện, thì cái user ID là một cái khóa chính, cho nên là khi mà select thì nó sẽ trả về một cái chữ duy nhất. Thì đây reader nó sẽ chỉ chứa một giá trị nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đọc while reader.read, khi mà nó đọc giá trị thì ta sẽ gán lại tt.username.test sẽ bằng reader. Nó đọc reader thứ 0, reader thứ 1 hay là t combo box chấm selected value là bằng reader thứ 2 chấm toString. Tại sao đây gọi là reader thứ 1 mà không phải reader thứ 0? Bởi vì reader thứ 0 là user ID, còn đây là tt username, cho nên là reader thứ 1, và reader thứ 2 là combo box permission. Khi viết dữ liệu thì phải đóng lại connection.close. Ở đây nó sẽ hiển thị ra tên người dùng và cái quyền hạn. Và khi cái sự kiện, cái cell click này bấm vào thì ta chỉ hiển thị ra, hiển thị và disable cái panel 1 này đi. Thì này là bằng false, thì hiển thị disable 1. Nó sẽ hiển thị, và khi bấm vào nút sửa thì nó sẽ lấy cái, nó sẽ hiện, nó sẽ enable cái panel 1, và khi bấm vào nút lưu thì nó sẽ lưu vào database. Thì cái btn sửa chấm enable nó sẽ bằng
bằng true. Và bây giờ chúng ta sẽ viết sự kiện. Viết sự kiện trong cái nút sửa, tức là sự kiện update. Giờ chúng ta sẽ open một cái connection. Ở đây sẽ viết một câu truy vấn là update str. Update user, cái bản user nó set giá trị cho nó. Set cái username sẽ bằng a cộng username, và user group ID sẽ bằng a cộng group ID. Chúng ta sẽ tạo một cái SQL comment, đây là update comment bằng new SQL comment. Ở đây truyền vào cái câu truy vấn update str và một cái connection. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo cái parameter. Đây truyền vào tham số là username, một cái SQL DB type này username là có kiểu là n va chạm và size là 50. Tiếp theo là update comment chấm parameter. Ở đây sẽ là group ID và cái SQL data type là chấm in, kiểu in. Rồi sau đó chúng ta sẽ add parameter, chúng ta add cái value của nó, cái thằng username thì chấm value thì chúng ta sẽ gán cho cái test username chấm test, và cái update comment chấm parameter group id chấm value thì cái combo box. Ở đây là cái combo box permission là chấm selected value. Này chúng ta nên convert về ép kiểu về cái kiểu in cho nó chắc ăn, tại vì nó sẽ trả về một cái kiểu là object. Đây chúng ta tắm to string. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực thi cái câu truy vấn SQL comment chấm exec. Vì đây là update, update thì là exec non query, và chúng ta sẽ close close connection lại. Khi bấm vào nút sửa thì nó, và chúng ta lúc này chúng ta sẽ cập nhật lại cái data read view, load lại cái data này. Bây giờ chúng ta test thử. Dù bấm nút sửa, chà sai rồi. Update user set username, ở đây thiếu một cái điều kiện where là cái thằng user ID nó sẽ bằng một cái thằng là gì, sẽ bằng là cái ID của cái dòng hiện tại. Thì dưới này nó sẽ, chúng ta copy đây, copy cái dòng này lên đây. Đây thì nó sẽ bằng cái thằng là cái user ID, qua cái user ID bằng cái user ID. Và khi mà chúng ta update, ủa
Ở dưới này sự kiện sale click thì cái banner là bằng phone. Bên nào bằng phone và cái nút sửa bằng true. Cái nút sửa bằng true thì chúng ta sẽ enable các cái button cho nó. Ở đây cái nút sửa bằng bấm vào cái nút sửa thì nó sẽ enable là cái banner 1 chấm enable cho nó là bằng true để hiển thị các cái control trong cái banner. Và chúng ta sẽ thực hiện là các cái button. Đây nó sẽ copy, khi mà bấm nút sửa thì nút thêm sẽ là ẩn đi nút nút sửa sẽ ẩn đi luôn, nút xóa thì là true, ủa nút xóa thì là phone và chỉ có nút lưu là true. Và chúng ta sẽ viết cái dòng code này trong cái sự kiện là lưu. Ở đây else, tại sao viết trong sự kiện lưu? Bởi vì khi mà ở trên này, ở trên cái biến toàn cục của chúng ta khai báo một cái biến là isAddItem, có nghĩa là cho nó là bằng bằng phone, thì lúc mà thêm thì nó sẽ thằng này nó bằng true, và trong sự kiện nút lưu thì nếu mà thằng này bằng true thì chúng ta thực thi, còn nếu mà nó vẫn bằng phone thì chúng ta sẽ thực thi câu lệnh là update. Và ở trên này cái button sửa chúng ta sẽ enable các cái control cho nó. Và bây giờ chúng ta test thử. Bây giờ chắc tôi sẽ xóa bớt dữ liệu. Nút xóa cũng chưa chạy được. Chà. Tại sao? Bởi vì chúng ta chưa load lại data. Xóa đi, xóa, xóa, xóa. Giờ tôi sẽ thêm dữ liệu vào, ví dụ như là thêm lưu một cái, thêm hai đi, bấm nút thêm submit lưu, rồi sau đó là chọn, xong rồi bấm nút sửa. Sửa thì nó sẽ enable cái thằng này lên. Bây giờ chúng ta sửa, ví dụ như là 5, chọn này là admin thì bấm nút lưu. Thì lúc này, ủa, lúc này nó tự động thêm vào một cái dòng, vậy là chúng ta sai. Vậy tại sao nó thêm vào? Bởi vì khi mà chúng ta ở cái thêm á, ở button thêm, ở cái nút lưu này nè, nếu mà nó lưu xong rồi thì nó phải gán lại cho bằng phone, tức là isAddItem nó phải bằng phone. Bởi vì nếu mà thằng này mà true thì nó nhảy vào đây thì lúc đó cái thằng này là true, thì đây là nó là cái biến toàn cục, cho nên là khi mà chúng ta sửa thì nó vẫn là true, thì lúc mà bấm sự kiện lưu, bấm cái nút lưu thì nó vẫn nhảy vào đây chứ nó không có nhảy vào cái điều kiện else ở dưới này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại lần nữa. Bây giờ chúng ta nút lưu nó ẩn nha. Chúng ta thêm một dòng, ví dụ là 6, chọn là super moderator, bấm nút lưu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa, không có vấn đề gì. Tiếp tục chúng ta sửa thì ở đây là 10, chúng ta chọn là admin, ở đây là cái dòng 20 nè, sửa thành là 10 và admin, bấm nút do nên nó thành 10 admin. Và lúc này khi đã bấm nút do thì chúng ta sẽ enable lại các button và ẩn cái nút do này đi.
Khi mà sự kiện bấm nút lưu, tức là update á, chúng ta sẽ enable cái button và ẩn. Giờ chúng ta thử lần nữa. Giờ chúng ta sửa 31 submin lưu và nó sẽ trở lại cái trạng thái ban đầu. Và các bạn, như vậy thì chúng ta đã hoàn tất xong những cái chức năng cơ bản. Thì các bạn code vẫn chưa có tối ưu hóa lắm, thì các bạn có thể tối ưu hóa lại những cái dòng code này cho nó gọn gàng. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.